Hôm nay mình sẽ xem video TikTok các cặp đôi hero team hôn nhau. Hả? Nani, có thật không vậy? Liệu có thật như lời đồn không? Cùng mẹ Simi xem cái video này nha. À, các bạn cũng đừng quên nhấn like, subscribe bên phía dưới và đừng quên lắc cho bên cạnh nút đăng ký. Vậy thì nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều á. Nhớ nha, xem video thôi. Hôm nay có gì vui không ta? Hả? Gì đây? Cặp đôi hero team hôn nhau. What? Không thể nào cái tin chấn động này lại có thể bị lộ ra bên ngoài được. Oh my god, trời đất ơi. Hôm bữa là cái gì ta? Simi bị phốt trên TikTok, giờ là cái gì? Trên TikTok có vụ rồi là gì ta? Hero team hôn nhau nữa. Trời ơi, các cặp đôi các kiểu nữa ha. Chà, bạn nào mà thích cặp đôi nào chắc chết luôn mọi người. Ủa mà có chuyện này đâu mọi người. Thực sự mình không biết là sao nữa, nhưng mà mỗi lần mình ghi gì trên TikTok á là cái gì nó cũng có thể, đôi lúc các bạn search là Simi hôn anh Dịch cũng có luôn nhá. Cũng có thể là như vậy các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ reaction những video các cặp đôi hero team hôn nhau. Yeah, let's go. Rồi, video đầu tiên hả má? Phim hôn cai. Cái gì đây? Có hả? Sao tôi không nhớ ta? Phim hôn cai. Không nghiền hả? PC chiếm hôn cái này thôi. Ba xe hai, ok, trong bậc hai, ok. Hai. Chị xin hôn anh cai đi. Ồ, trời ơi, cái tiếng. Ok, cái này là mình trong cái live stream bán hàng mọi người. Đó. Ok. Đây là cách xin mi hôn cai. Đây là cai nha mọi người. Đó, hôn nha mọi người. Và đây là fan kiểu. Ủa gì má hôn vậy hả? Ê trời, lên live bắt hôn tè luôn. Mình đọc, mình livestream bán hàng, người ta livestream bán hàng ta muốn gì? Trời ơi, chị ơi bán cho em cái đầm, chị ơi bán em cái áo, chị ơi bán em cái váy sare đi. Không, tôi vô livestream bán hàng mới má comment kiểu. Chị ơi, lúc là chị hôn cay à? Ủa chị ơi, chị hôn cay em xem đi. Chị hôn anh cay em mới dám mua hàng á, chứ chị em hôn anh cay em không mua đâu. Ủa là sao má? Ủa là sao mà tôi livestream bán hàng chứ phải livestream tha phát cơm tóa đâu mấy má? Trời đất ơi, vô là đòi hôn với hết đâu mà. Quỷ ơi, quỷ, trời đất ơi. Đó, vô livestream xong bảo à, cánh cây ơi, nhường gì ta. Cánh cây ơi, bán gì xem cho em đi. Trời ơi, tôi bắt hại, tôi bắt thân với má. Trời đất ơi, thiệt luôn á. Rồi tiếp nè. Ooh, that's kind of small. Gì đó, ta-da. Đấy, vẫn tính là hôn mà đúng không? Video này cũng ok, đối tượng ok. Cái gì đây? Cái ảnh gì đây? Trời ơi. Ủa khoan, cái gì đây vậy? Ủa là sao? Tự nhiên cái ảnh đầu tiên ghép mặt siro với mặt Sam hôn nhau, sau đấy là bong 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 thôi giờ ta đã đã đã. Ủa là sao mấy má? Là sao vậy? Thật á, đôi lúc người ta, đôi lúc mình lên TikTok là mình coi để giải trí mọi người, nhưng mà không, mình mỗi lần mình lên coi TikTok thì mình cảm giác mình sẽ bị trầm kém hơn á mọi người, khi xem những video như thế này á mọi người. Ủa là sao người ta không hề hôn nhau với chơi với má cũng cắt cạn, người ta cũng hôn nhau cho bằng được luôn á. Ủa là sao vậy? Ai mượn không? Trời, thiệt luôn á. Sao mấy bạn comment phía dưới? Ủa, chị Sammy hôn anh Siro là sao? Em không thể chấp nhận được. Chị Sammy là người như vậy, chị Sammy là người mỗi bạc, mỗi tình. Thiệt luôn, không biết nói sao luôn á. Nếu mấy bạn nào mà tin clip này thật là tôi xin lạy mấy bạn từ cái trời xuống hả? Tôi xin lạy xi đất luôn mấy má. Video fake nha mọi người. Trời đất ơi, làm tôi giật mình là tưởng hero team hôn nhau mà bị lộ video trên TikTok top các kiểu, không có nghe. Trời ơi, video tào lao thôi nha mọi người. Tiếp nè. Chính thức mở bàn vẽ fan meeting hero team. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt vẽ fan meeting đơn giản nhất và nhanh nhất. Cách
Cách 1, mua tại Shop Hero. Vé sẽ được bán tại các hệ thống của Shop Hero trên toàn quốc. Cách 2, mua trên đường link mà mình đặt ở dưới phần comment hoặc truy cập vào shophero.vn để mua vé. Và các bạn cũng đừng quên điền đầy đủ các thông tin để mua vé nha. Ok. Trời ơi, nghe nó buồn dễ sợ. Ở đây Mr. Vật à, kiss me. Oh, kiss here. Oh, là video Mr. Vật làm cái trend mà hôn nhau đó, mọi người. Đó, ok. Na 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 na. Da 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 da. Ok. Stop this moment. Ok, dừng lại khoảng khắc này. Đây là một cái video mà nhiều người tranh cãi nhất top top. Mà lúc mà anh Vật đăng này thì có nhiều người bảo như này: tại sao chị Sim? Tại sao chị Sim là ông anh Vật? Trời đất ơi, thì ra chị Sim là người phản bội anh cả, em phải tin tưởng được. Tại sao? Tại sao chị để ông anh Mr. Vật? Chị có biết là anh Vật là yêu chị Cao Vui không? Tại sao chị để... Chị là hôn anh Vật? Chị biết làm vậy chị có vui buồn lắm không? Tại sao? Chị biết làm vậy là fan thất vọng vì chị lắm không ạ? Tại sao chị lại làm như vậy? Hả? Chị trả lời đi! Có chai nước là mình đổ hết vô mắt mình cho nó chạy hết nước mắt nữa mọi người. Đó, các bạn thấy nụ hôn này nó giống như kiểu thể hiện là mình, trời ơi, mình chỉ cần hôn một nụ hôn này xong anh Vật sẽ yêu mình, anh Vật sẽ gọi là yêu thương mình, như vậy là mình sẽ chia tay anh, mình sẽ chia tay cai, mình sẽ bắt đầu gọi là quen anh Vật. Kiểu vậy mọi người, nó chỉ là một nụ hôn thôi mọi người ơi, come on, nó chỉ là một nụ hôn kiểu anh em thôi đấy. Mà các bạn thấy cái mặt mình giống kiểu gọi là gì đó, mình sẽ yêu anh Vật, mình sẽ thương anh Vật. Thật sự đây chỉ là video chen thôi đó. Và mình cũng không có ý gọi là hôn anh Vật kiểu như vậy. Chỉ là kiểu chen, hôn mình cũng chỉ là hôn lên chán như vậy, hôn môi đó mọi người. Đấy, bây giờ lúc mình đọc comment, mình lúc đấy, có thể giờ lúc mình đọc mấy comment như đấy, mình sẽ kiểu như này nè. Cái gì vậy? Kiểu lúc đấy não mình đang bị loát á mọi người nè. Video tiếp theo không biết nói gì hơn. Ok, let's go. Chị có mũi nè. Bông. Gì? Độc lực làm ghế chứ. Dạ rồi mà. Đọc ra cho tôi nghe. Ok, lực làm ghế. Một, phải yêu thương bé Sim. Ừ, được, luật này được á, tôi chốt nha. Rồi, luật 2 đã gì? 2, không được làm bé Sim khác. Ừ, chốt, đúng vậy. Tôi thấy luật này được á mọi người. 3, bé Sim... bé Sim đòi gì cũng được. Bé Sim đòi gì cũng được. Chốt, được á. Lật làm ghế đi hơi vui đó. Ok, 4. Phải luôn ở bên bé Sim. Được, chốt luôn. Lật này dễ thương á. Rồi. Nhiều lắm không kể hết. Dễ thương dễ sợ. Ủa gì đây? Sam đang live stream trong rừng đó mọi người. Nên cái đợt mà Sam live stream trong kênh Hero Team trong rừng mọi người. Ok. Chị tôi nè. Nó chị tôi xinh dễ sợ à. Ok, TikTok Award. Ok, đây là video hội anh em gọi là TikTok Award mọi người. Đấy. Yeah, ai cũng rất xinh trai và đẹp ghê đó. Xinh trai. Cái gì đây? Cái này là ủa sao? Mấy bạn biết gì chưa? Sẽ có một fan meeting lần thứ 2 của Hero Fan Meeting. Fan Meeting lần này sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 và tổ chức vào lúc 13 giờ chiều tại nhà hát Hòa Bình. Các bạn có thể mua vé tại shophero.vn nè, hoặc đến trực tiếp tại các cửa hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở Hà Nội. Cùng đón chờ Fan Meeting lần này xem có gì thú vị không nha. Đến thôi nào. Let's go. Ok thì các bạn ơi, thì chỉ còn gọi là gì ta, 3 ngày nữa thì Fan Meeting của Hero Team sẽ sắp diễn ra, nên các bạn cũng đừng quên nhanh tay gọi là truy cập vào trang web shophero.vn để mua vé, hoặc là các bạn có thể tới ngay shophero để mua nha. Vậy chúng ta chỉ còn đúng 3 ngày thôi. Let's go. Ok, tiếp tục đi đây. Phong Cận bắn súng có hình trái tim. Ok. Cơm tỏa là đúng không? Tè lắm, mỗi lần tôi gặp Phong Cận tôi thấy có đèm liền à. Một là gì đấy, hai là cơm tỏa.
mệt mỏi cặp đôi này quá à. Không có là vậy thì tôi làm sao? Trời, lúc nào lướt đúng cặp đôi là thấy tụng cơm tóa hết trơn mọi người. Đấy, số phận của tôi ở cái kênh này là ăn cơm tóa của cặp đôi Sammy Phong Cật á mọi người. Vậy thôi á mọi người, thiệt luôn, mệt lắm. Nữa trời, hết má Phong, hết má Sam rồi, bây giờ tới má Vịt với má Camui. Trời, có gì để tôi sống nữa đúng không ơi? Trời ơi dễ thương quá, dễ thương quá. Trời ơi, cũng tốt không vậy? Rồi cái gì đây? Tới tôi đúng không? Ồ, trời, cuối cùng tính cho mặt chính rồi mày. Đợi nãy chờ. Rồi, tiếp nè. Trời ơi, cái gì vậy vậy? À, cái gì vậy? Đẹp quá. Trời ơi, nhìn này, slow. Đó, trời ơi. Sao tôi cảm giác có một sự nghi ngờ nhẹ ở đây mọi người. Lại có một phát cơm tóa gì đó nữa, đúng không? Thôi, chắc là chắc cũng live stream thôi mọi người, không nó rất là quá không tỏ đúng không? Ok. Mình ăn con cái dép cinnamon mọi người. Cái này mà bắn ra đạn nha, thề bắn lủng cái màn hình này luôn á, tức quá à. Chín chưa? Mặt mình cũng vui không mọi người? Rồi gì đây? Ơ, chị Ruby và anh Siro. Rồi có gì đây? À là đính cái hộp lấp lánh đó mọi người, hộp kim tuyến hay hộp đá, một cái đá lấp lánh trên mặt và hai người lắp dán lên mặt cùng nhau và có nói gì nói chung á là bạn này ship video bởi vì hai người này đều có đính một cái đá trên mặt là đá cấp bồ mọi người, đúng không? Nó sẽ kiểu như vậy, kiểu như mình mang một cái nơ trên đầu và Kai cũng mang một cái nơ trên đầu và sẽ kiểu mang đồ cặp của mọi người. À, chắc là nó sẽ như vậy mọi người đúng không? Ok đó. Mình đặt ở Huế đó mọi người. Yeah. Ok. Ờ, cái gì đây? Ok. Hero Media, yeah. Băng băng. Mình nồi tóc đen rồi mọi người. Oh my god. Trời ơi, đúng nhớ luôn rồi đây. Tôi tóc dài mọi người. Let's go. Đấy, ok. Đây là tóc mình hồi tóc đen mọi người. Tóc xanh. Let's go. Hãy cho chất liền. Cái gì đây? Trời ơi, tóc này nhiều kiểu lắm mọi người. Ô, chạm tay vô người. Wow, ok. Ok. Sao dễ thương vậy? Trời ơi, chị tôi kìa. Chạy qua mấy má ơi. Trời ơi, chị tôi là phải xuất sắc đó mọi người. Đang vui thì tôi hứng ngang mọi người. Tức kìa. Rồi, yeah. Kim Anh. Ủa, tất cả các bạn thấy
Sao mẹ tóc dài có xinh không cho mình thấy là sao mẹ tóc dài cực kỳ xinh luôn á. Thề. Đấy. Ở tay. Trời ơi. Sao qua đi mẹ nhìn sao mình dữ vậy. Quỷ thần ơi. Đẹp quá à. Chịu xinh lắm luôn á. Sumi tóc đen. Let's go. Yeah. Không biết các bạn thấy mình tóc đen hay tóc xanh đẹp hơn các bạn, đừng quên lại với giới biết nha. Ok. Mình vô TikTok này toàn nghe nhạc không ạ. Thôi, đây là video tổng hợp của là TikTok nên giáp sao. Bum bum chi chi e a có bản quyền không vậy à? Bum. Thế các bạn, cái này mình biến hình nhìn nó ảo ma lắm mọi người. Vô. À. Xuất sắc mọi người. Ủa mọi người, đây là video tổng hợp con tó của Sammy và Phong Cận hả? Tụi tao nói cái gì vậy? Tôi coi clip mà tôi đau khổ luôn á. Trời ơi. Ồ, Sam biến hình mọi người. Tuần tích. Trời ơi, đẹp xuất sắc. Không bao giờ quan tâm Sammy cả. Trời cái clip này, trời ơi quỷ thằng ơi, nó bao nhiêu thứ drama vô kể luôn. Nhưng mà thôi mình sẽ không nói nữa đâu vì nó dài lắm mọi người. Đấy, ơi là drama cũ mọi người. Thì đây Sibia Duy Nã. Chính hả? Mình không biết nữa. Ủa cái clip này sao toàn mình với Sam vậy? Tổng hợp Sim Sam và cặp đôi cơm tóa đúng không? Trời ơi chị tôi kìa, trời ơi xỉu. Xíu liền. Đấy. Tôi nè, Sammy nhìn mà học hỏi nè nha Sam nha. Tức á. Trời, tôi đang đau bụng mà tôi tức dầm luôn á trời. Thôi uống nước cho đỡ tức mọi người. Thua từ năm lớp 1 rồi Sam ơi, làm sao mà có thể thua được hả Sam? Thua thế nào được mà thua? Tôi nghĩ là bên tới chắc là quá đau. Này thì bắt cua từ lớp 1 mà tào lao. Rồi cặp đôi gọi là ru ra. Trời ơi để chị chưa thấy. Thích cặp đôi này nhất á. Làm gì lăn lên mà lớn như vậy. Tôi biết sao mình thấy cặp đôi dễ thương dễ sợ luôn trời. Quá dễ thương luôn. Tôi là tôi thừa nhận cặp này á. Dễ sợ. Làm gì vậy? Làm gì vậy là sao? Ủa dễ thương vậy à? Trời ơi cặp đôi này. Dễ thương quá à. Ô, Hero Team mất quà mọi người. Ok, let's go. Mình đang rất là háo hức luôn bạn ơi. Mọi người được quà đẹp quá. Để mình xem thử nha. Xem thật nhiều sức khỏe. Hãy giữ mãi nụ cười này nhé Kairon. À, dễ thương quá à. Để xem Kairon. Dễ thương. Tào lao quá. Chúc bạn không lùng như ca mui. À, Mr. Bình. Cái này là heo tim đặt quà. Ok. Oh my god. Phong cần được một cái mũ màu xám hả? Ôi đẹp nha. Wow. Ôi thơm dễ sờ luôn á, như nước giặt vậy á. Thơm như nước giặt là sao? Ok. Ok. Ok mình. Tiếng mình đã kiểu tung 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 tung. Ok. Rồi cái gì đây? Ta sẽ kiếm chị để làm cho chị mày phải thay đổi. Ok. Chị chắc chị là nhân nhờ không? Ủa never là gì? Never là... Ủa là sao? À chuyển tranh hả? Lúc đầu nữ chính cũng khó khăn. Ta
sẽ kiên trì để làm cho chị mày thay đổi. Chị chắc là chị là nữ chính không? Nhìn tên chị lại đi chị. Nhưng mà tao cũng thương chị mày. Chị ta... Chiều dần buông tôi đến chờ nàng. Chiều dần buông tôi đến để chờ nàng thôi đi học ra. Ok. Thì ra em đang ngồi chiếc xe đạp. Có. Không phải, không ai, của ai không phải tôi. Tôi như muốn tắt công, tắt gật đầu, tắt gật đầu. Ok. Và trông thấy em đang cười đùa với ai khác, à cùng ai khác. Ủa? Ok các bạn, chắc là video reaction của mình hôm nay như này thôi. Các bạn thấy như nào? Các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới biết nha. Và các bạn muốn mình reaction video gì tiếp theo đừng quên bình luận phía dưới biết nha. Còn bây giờ bye bye. À nhá.